Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi Băng tần Việt Mỹ và sau đây là phần mở đầu điểm tin Việt Nam. Tin liên quan đến Việt Nam dùng bạo lực với blogger và các nhà báo. Việt Nam bị xếp hạng 175, tức không có tự do báo chí theo báo cáo mới được Tổ chức Nhà báo Không biên giới công bố vào ngày hôm 25 tháng 4. Theo RSF, chính phủ đang dùng bạo lực để đổi lại các blogger và nhà báo độc lập, trong khi báo chí nhà nước phải chịu sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản. Báo cáo cho thấy xu hướng căm ghét tăng cao trên toàn cầu đối với các nhà báo. Xu hướng này đặc biệt được khuyến khích bởi các nhà lãnh đạo chính trị, bởi các nỗ lực của chính phủ độc tài nhằm xuất khẩu cái nhìn về báo chí của họ và đặt ra mối đe dọa cho các nền dân chủ. Trong báo cáo năm nay, Bắc Hàn tiếp tục là nước đứng cuối bảng về tự do báo chí, trong khi Na Uy được xếp vào đầu bảng về tự do báo chí. Trung Quốc bị SF chỉ trích đã tăng cường các biện pháp kiểm duyệt báo chí bằng cách sử dụng nhiều các công nghệ mới, thưa quý vị. Việt Nam lên án Trung Quốc lắp thiết bị phá sóng tại Trường Sa. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam vào hôm 24 tháng 4 lên tiếng phản đối Trung Quốc lắp đặt thiết bị gây nhiễu sóng trên các chữ thập và đá vành khăn thuộc quần đảo Trường Sa đang tranh chấp, coi đây là hành động vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam. Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng đề nghị phía Trung Quốc chấm dứt các hoạt động mà bà gọi là trái phép trên các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở Biển Đông, không nên có các hoạt động làm gia tăng căng thẳng, phức tạp tình hình ở khu vực. Trước đó, vào ngày 9 tháng 4, tờ Wall Street Journal dẫn lời các quan chức quân sự Hoa Kỳ cho biết Trung Quốc đã cho lắp đặt các thiết bị gây nhiễu tại đá vành khăn và đá chữ thập mà Trung Quốc đang chiếm đóng. Những hình ảnh vệ tinh do công ty Digital Global công bố cho thấy anten của hệ thống này trên hai bãi đá. Theo Wall Street Journal, thiết bị này có thể ngăn chặn tín hiệu liên lạc và radar quân sự. Một số thiết bị thuộc tàu USS Theodore Roosevelt của Hoa Kỳ không hoạt động được khi tuần tra ở Biển Đông, thưa quý vị. Việt Nam sẽ duy trì diện tích trồng mía 300.000 ha đến năm 2030. Việt Nam sẽ duy trì diện tích trồng mía ở mức 300.000 ha đến năm 2030, song song với việc tăng sản lượng và chất lượng đường. Đây là kế hoạch được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đưa ra nhằm thúc đẩy khả năng cạnh tranh, phát triển ổn định ngành mía đường nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và tiến tới xuất cảng. Theo đó, từ nay đến năm 2020, cả nước sẽ đảm bảo sản lượng mía đạt trên 20 triệu tấn và sản lượng đường đạt 2 triệu tấn, trong đó có 1,3 triệu tấn đường tinh luyện. Tổng công suất các nhà máy sẽ là 174.000 tấn mía mỗi ngày. Trong giai đoạn này sẽ không xây dựng thêm các nhà máy đường mới mà chú trọng tăng công suất của các nhà máy hiện tại. Đến năm 2030, hơn 90% nhà máy sẽ chế biến ít nhất là 4.000 tấn mía mỗi ngày. Lúc đó, lượng điện sản xuất từ bã mía hàng năm sẽ lên đến 1,3 tỷ kW điện, thưa quý vị. Kính thưa quý vị, vừa rồi là điểm tin thế giới Hoa Kỳ và Việt Nam và phần tin tức của Đài truyền hình Việt Mỹ hôm nay đến đây đã kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày thật an lành và hạnh phúc.